Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Nội dung video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cô bác chúng ta phân biệt cái lá già của cây hoa hồng, nó vàng tự nhiên hay là nó vàng do bệnh các bạn chị nhé. Ở đây em nói về lá già, em không nói về lá non. Lá non mà nó bị vàng thì chắc chắn là nó có vấn đề rồi các bạn chị. Thế còn vấn đề lá già nó vàng ấy, thì cô bác chị chúng ta cần phải phân biệt được đấy là nó vàng tự nhiên hay là nó vàng do bệnh. Thế nào gọi là vàng tự nhiên? Tức là một cái lá hoa hồng các bạn nhé. Một cái lá hoa hồng thì nó sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là lá non. Lá non tức là những cái chồi non nó mới nhú lên đúng không anh chị? Này, những cái chồi nó nhú lên như vậy người ta gọi là lá non. Lá non xong nó chuyển sang lá lụa. Lá lụa là những cái lá mà nó vừa xanh vừa tím, nó lẫn lộn như vậy này các bác chị. Đấy gọi là lá lụa. Lá lụa xong nó chuyển sang lá trưởng thành. Lá trưởng thành tức là khi mà cái chồi chúng ta nó hình thành, nó có lụ rồi ấy, thì bắt đầu cái lá chúng ta nó xanh lại và nó quang hợp các bác nhé. Đấy, thế còn cái lá già là những cái lá của lứa cũ, lứa hoa trước các bạn chị. Khi chúng ta cắt tỉa thì bao giờ trên cây nó vẫn còn lá thì đấy là cái lứa hoa, cái lá của lứa hoa trước thì nó là gọi là lá già các bạn chị nhé. Thì lá già thì nó phải rụng, nhưng mà nhiều các bạn chị chúng ta không phân biệt được là lá già nó rụng hay là lá già nó hay là lá nó có bệnh. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn chị chúng ta phân biệt, thì sau này các bạn chị chúng ta biết được thì chúng ta không dùng thuốc vôi tội vạ. Tức là nhiều các bạn chúng ta không phân biệt được, cái chúng ta cứ thấy lá nó vàng là các bạn chị chúng ta mang thuốc ra phun búa xua, cuối cùng là nó cháy hết lá các bạn chị, nó cháy hết cả lá non. Các bạn chị lưu ý nhá, nếu mà ở cái trường hợp mà lá nó đang lụa như vậy này, nó chủ yếu là lá non và lá lụa, mà các bạn chị chúng ta phun thuốc không khéo hay nào nó xoăn nó cháy hết những cái lá non và lá lụa này là xong cây chúng ta, là sau là lá lứa sau là nó không còn lá nữa các bạn chị, là nó hỏng cây các bạn chị nhé. Vì vậy là có rất nhiều trường hợp chúng ta phun thuốc, có những trường hợp chúng ta không cần phải phun thuốc. Vì vậy là các anh chị phải biết là cái trường hợp mà cây nó thay lá là chúng ta sẽ không phun thuốc. Thì cái trường hợp mà lá già nó vàng nhé, đây em lấy ví dụ như cái lá già của em nó vàng như này, thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là cái trường hợp trên cây của các anh chị, trên cây của các anh chị nó không có chồi. Các anh chị lưu ý cho em nhắc lại là trên cây mà không có chồi, mà tức là sau khi chúng ta vừa cắt tỉa xong ấy mà lá nó vàng nó rụng là trên cây là có vấn đề, là cái cây này đang có vấn đề các anh nhé. Không bao giờ cái lá trên cây mà nó không có chồi mà tự nhiên nó rụng đi đâu các bác chị. Hoa hồng nhá, em các giống cây khác thì em không nói, các giống cây khác thì có thể nó rụng trụi húi cho nó mới đâm chồi. Nhưng riêng hoa hồng ấy là không bao giờ nó xảy ra cái hiện tượng là lá nó chút hết xong nó mới đâm chồi mới đâu. Nếu mà trên cây chúng ta cắt tỉa xong mà không có chồi mà lá rụng thì nó chỉ có hai nguyên nhân. Một là do cái vấn đề là cô anh chị tưới thiếu nước. Thiếu nước là lá nó rụng để nó tiết giảm cái lượng nước thất thoát trong cây đi. Cái nguyên nhân thứ hai là do sốc phân hoặc là sốc thuốc bảo vệ thực vật. Tức là có anh chị chúng ta phun thuốc hoặc là có anh chị chúng ta bón phân nó quá liều, nó làm cho lá chúng ta rụng. Đấy là cái nguyên, là hai nguyên nhân. Chứ không bao giờ cây hoa hồng chúng ta nó tự thay lá ở cái trường hợp mà cây trên cây không có chồi đâu. Thế còn cái trường hợp mà trên cây có chồi mà lá nó rụng thì là có anh chị phải để ý đến cái vấn đề này. Thứ nhất là có anh chị phải để ý là cái lá rụng đó nó nằm ở cái vị trí nào. Em lấy ví dụ như cái lá vàng này nhá, bây giờ nó vàng nó rụng này. Đấy, nhưng mà nếu cái lá này của chúng ta mà nó vàng đều các bác nhé, đấy, nó vàng đều như vậy này mà nó rụng, đúng chưa? Đây này, những cái lá nó gọi là nó vàng đều như vậy này, đây này mà nó rụng nhá, mà trên cây có chồi ấy, thì các anh chị lưu ý là nếu cái lá này ấy, mà nó nằm ở phần cuống chồi nhá, tức là lá của cái lứa trước, em lấy ví dụ đây nhá, tính từ cái chỗ mà nó nhú chồi lên thì gọi là lá lụa và lá trưởng thành các bác chị nhá, đây là lá lụa và lá trưởng thành này. Còn từ cái tính từ cái đoạn mà nó nhú chồi mà nó đi xuống thì cái lá này gọi là lá già này. Thì khi trên cây mà có nhiều chồi mà xuất hiện cái lá trưởng thành rồi ấy, lá lụa hoặc là lá trưởng thành nó xanh xanh như vậy rồi này, thì cái xu hướng cái cây hoa của chúng ta nó sẽ bỏ cái lá già này. Và lúc này cô anh chị đây này, đấy, nó sẽ có xu hướng nó vàng nó rụng. Thì ở cái trường hợp này ấy, là chúng ta không cần phải phun viết gì hết. Cô anh chị cứ thấy nó vàng là cô anh chị vặt bỏ cái lá già đi. Tức là cái lá từ phần cuống chồi trở xuống mà nó vàng là chúng ta không đáng ngại, nó không có cái vấn đề gì, đây gọi là vàng lá tự nhiên. Tức là đây là ví dụ cái cây của em bây giờ trên cây nó rất nhiều chồi như vậy rồi các anh chị nhá, nó rất nhiều lá trưởng thành lá ấy rồi, thì bắt đầu nó có cái xu hướng là nó sẽ bỏ những cái lá ở phần cuống chồi đấy, các anh chị thấy chưa? Đây này, cái lá ở phần cuống chồi như vậy nhá, là nó sẽ già, nó vàng nó rụng đi này, các anh chị thấy chưa? Đấy, đây nhá, em quay cái bên này cho nó rõ này. Đấy, đây là cái phần gì? Đây là cái phần mà chồi nó đâm ra này. Thế còn dưới cái phần này ấy, là cái chồi của cái lứa trước. Các anh chị thấy chưa? Vậy thì khi trên cây nó xuất hiện những cái lá mà nó là trưởng thành mà nó đã quang hợp được rồi ấy, thì xu hướng ấy, cái cây của chúng ta nó sẽ bỏ những cái lá gì? Bỏ những cái lá ở phần dưới này đi.
các anh chị thấy chưa, nó sẽ bỏ những cái lá phần dưới này đi. Vì vậy với cái trường hợp này là các anh chị không cần phải phun thuốc gì cả, thấy chưa? Đấy, nên các anh chị chúng ta phải phân biệt được như vậy. Còn nếu mà các anh chị cứ nghĩ nó bị làm sao, các anh chị mang phun thuốc là nhiều khi nó hỏng những cái lá mới tạo ra này. Bởi vì những cái lá mới tạo ra này bây giờ nó đang là lá gì, nó đang quang hợp và nó rất mỏng. Vì vậy nếu chúng ta mà không biết, chúng ta phun thuốc vào cái tự nhiên là nó hỏng cả lá già lẫn lá trưởng thành, là cây chúng ta nó suy các anh chị nhá. Thế còn trường hợp nếu mà cái lá ở phần cuống chồi như vậy nhá, đây này, cái lá phần cuống chồi này nó vàng này các anh chị này, đây là phần cuống chồi, tức là cái chồi nó đâm lên nhá các anh chị nhá. Thế còn tính từ cái phần này trở xuống nó gọi là lá chồi của lối trước, gọi là lá già này. Nếu mà nó vàng mà nó rụng, nó vàng mà những cái lá ở phần cuống chồi này mà nó vàng mà nó lại có thêm những cái lấm đốm đen, đây ví dụ lấm chấm như thế này, thì cái tức là gì, tức là cái lá này nó vừa vàng tự nhiên mà nó vừa bị nhiễm lấm. Đấy, các anh chị thấy chưa, đây lấm đốm đen này, đấy nó đốm đốm đen đen như vậy thì cái lá này là gì, là vừa lá già nhé, vừa lá già mà vừa cái bệnh đốm đen. Vì vậy là cái vấn đề cái bệnh này thì các anh chị chỉ cần vặt cái lá này đi, xong các anh chị phun thuốc là một lần thôi, thuốc lấm là không bao giờ cái lá này nó lây được. Cái trường hợp mà lấm nhá các anh chị nhá, cái trường hợp mà đây em lấy ví dụ đây lấm nhá, đây lấm này, đốm đen này, lấm đốm đen là nó sẽ xảy ra ở trên cái lá già, nó rất khó lây lên nhá. Khi mà cái cây của ta nó khỏe nhá, nó nhiều lá lụa như vậy này các anh chị này, nó nhiều lá lụa như vậy nhá, thì cái lấm nó rất khó lây lên những cái lá gì, lá lụa đó và lá trưởng thành như này. Nó chỉ phá cái lá già này thôi, đây lá phá lá già này thôi. Vì vậy là ở cái trường hợp này các anh chị không cần thiết phải phun vài lần lấm, các anh chị chỉ cần vặt cái lá này đi. Đấy, các anh chị hủy hết lá già đi, các anh chị phun thuốc lấm cho em một lần là không bao giờ có hiện tượng xuất hiện lấm. Vì vậy là không phải cái lúc nào lấm nó xuất hiện nhá các anh chị nhá, nó cũng lây ra nằm ầm đâu. Nó chỉ lây khi mà trên cây của các anh chị không có chồi non, không có lá lụa, đấy, không có lá trưởng thành thì nó lây rất nhanh, nó lây nó phá hết cái lá già này. Thế nhưng mà trên cây nhá, trên cây mà có lá trưởng thành rồi ấy, các anh chị cứ vặt bỏ những cái lá vàng ấy đi. Đây là các anh chị này. Đấy, các anh chị thấy chưa? Khi mà trên cây nó có lá non rồi thì nó sẽ gì? Nó sẽ rụng. Thì thường những cái lá già nó rụng ấy, nó sẽ kèm theo lấm, chứ ít khi mà nó rụng một cách tự nhiên lắm. Đây em lấy ví dụ đây, đây là rụng tự nhiên này. Đấy các anh chị thấy chưa? Rụng tự nhiên các anh chị nhá. Bởi vì trên cây này. Cái cây này thì em vừa mới cắt tỉa. Không phải là nó bị bệnh gì đâu các anh chị nhá. Nó vàng như vậy là em cây này em vừa cắt tỉa hôm qua, thì trên cây nó không có chồi, chứ thực tế trên cây này nó đang có hoa ấy, đang có lụ ấy. Nhưng mà em do nó nắng nóng em cắt bỏ nó đi, em không chơi hoa thì nó, cô anh chị thấy cái lá già này, chứ cái lá này không phải là thiếu nước hay là gì đâu nhá, không giống cái trường hợp đầu đâu. Cái lá này là cái lá nó rụng tự nhiên đấy các anh chị, đấy lá vàng tự nhiên không có vấn đề gì cả, cứ tính từ phần cuống chồi trở xuống các anh nhá. Này đây này, đấy nó rụng rất là điển hình như vậy, kệ nó thôi, các anh chị cứ vặt hết cái lá này đi, cây chúng ta nó lại bóng đẹp lại. Đây vặt đi. Sau đó các anh chị phun một lần thuốc lấm nhẹ nhàng thôi, pha loãng thôi, các anh chị phun cho em thì gì? Cái cây của anh chị nó lại gì? Đây nhá, tại sao các anh chị biết không? Tại sao cây của em nó lại không có vàng lá không? Bởi vì thường nhá, thường sau khi mà cái cây của em mà nó hình thành như này các anh chị, nó hình thành cái chồi với cái lá trưởng thành như vậy rồi ấy, là em sẽ vặt cái này, em sẽ vặt cái lá dưới này đi, em chủ động em vặt cái lá dưới này đi, chứ em không để cho nó già, nó vàng, nó rụng đâu. Vì vậy là các anh chị sẽ không bao giờ nhìn thấy nhá. Đây nhá, em lấy ví dụ đây nhá. Đây này, các anh chị thấy chưa? Em chủ động em vặt nó đi đấy, chứ nên các anh chị không bao giờ thấy trên cây của em có lá già hoặc là lá nó bị lấm. Lấm nó chỉ lây ở cái lá già trước, xong nó mới lây lên cái lá non các anh chị nhá. Đấy, đây này, em chủ động em vặt hết đi này, gọi đi rồi các anh chị này. Đây này, không bao giờ các anh chị thấy cái lá ở cái phần cuống chồi này nữa. Đây, em cắt đi này. Các anh chị thấy chưa? Em chủ động em cắt đây này. Các anh chị không? Vì vậy là các anh chị phải lưu ý cho em là các anh chị phải phân biệt được cái đó. Thế còn khi mà nó vàng nhá, khi mà nó vàng mà nó lại lây lên cả, em lấy ví dụ là cái lá cái đây, để em lấy cái cây này cho nó sáng, nó dễ nhìn. Em lấy ví dụ nhá, khi mà cái chồi loạn chúng ta như này đúng không ạ, tính từ cái phần cuống chồi này lên mà nó lại vàng cả những cái phần lá ở cái phần cuống chồi này, mà cái chồi nó đang cho hoa nha các anh chị nhá, mà nó vàng cả những cái lá ở cái chồi nó đang cho hoa ấy, thì cái vàng đó mới là cái vàng có vấn đề các anh chị, thì cái vàng đấy mới là vàng bệnh. Nhưng mà cái đấy thì nó ít thôi, nó không thường xuyên nó xảy ra, thì thường cũng chỉ là do sốc phân hoặc là do phun thuốc nó cháy thôi, chứ còn lấm thì không phải. Lấm thì nó phải, nó có anh chị phải thấy nó xuất hiện đốm đen này. Đây lá già này, lá già nó rụng đấy,
Đấy, tức là chúng ta chỉ đáng ngại, lo ngại khi mà tính từ cái cuống chồi trở lên này đến lụ này, mà nó lá nó vàng mà nó rụng thì nó mới sợ. Chứ còn nếu mà tính từ phần cuống chồi trở xuống nhá, nó vàng nó rụng là chuyện bình thường. Tức là khi cây nó có hoa này, có bao nhiêu nhá, cái cây hoa hồng của em thường là khi cây nó có hoa như vậy là nó sẽ bỏ hết lá già. Vì vậy là thông thường em cắt tỉa là em thường em vặt đi, bởi vì là kiểu gì nó cũng bỏ mà. Đấy, khi cây của em nó bắt đầu nó chuẩn bị nó có lụ, nó có hoa như vậy nhá, thì thường các anh chị sẽ không bao giờ thấy được cái cây của em nó có gì, nó có lá già mấy đâu. Đấy, em để thì nó mới có thôi, còn lại không em sẽ chủ động em vặt đi này các anh chị này. Các anh chị thấy chưa, em chủ động em vặt đi ấy, thì trên cây không bao giờ xuất hiện lá già hoặc là nó bị già, và cây lúc nào nó cũng toàn lá xanh là lá xanh thôi. Các anh chị em quay cái video, các anh chị cứ thấy cây của em nó toàn lá xanh đúng không ạ? Nó không bao giờ nó có lá già, bởi vì kể cả nó có lá già nhá, nó xuất hiện như thế này này. Đấy, là em sẽ mất một ngày em đi em vặt hết cái đống lá này đi. Đây nhá. Đấy, đây là cái lá này là lá già này. Em sẽ vặt đi các anh chị. Thì không bao giờ nó xuất hiện lấm. Lấm là nó phải lây từ cái lá này xong nó mới lây lên được. Lấm đốm đen thì nó lây cả lên lá trưởng thành, nhưng mà ở cái thời điểm mà cây nó đang cho lụ, nó đang cho hoa thì cây nó khỏe thì lấm nó cũng khó lây lắm. Nên các anh chị cứ vặt đi, xong các anh chị phun một lần thuốc thôi. Chứ đừng phun 3 lần lại cứ tưởng nó bị lấm, phun 3 lần là cháy hết lá đấy các anh chị. Đấy. Nên khi chúng ta có cái hiểu biết như vậy rồi thì chúng ta sẽ xử lý cây nó rất dễ. Và video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Các anh chị thấy hữu ích thì đăng ký hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. Các anh chị cần hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc hoặc phân thuốc, các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình ấy. Em sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị nhé.